lúc cái mình đổi quá nó giàu mà hả. Rồi nó ông bảy vô trong đi, vô trong vậy tao vô ra thấy lấy cái chiếu trải ra, lấy cái mền mở lên vậy là dẹp, dẹp đồ ăn hết luôn hả, dẹp đồ giấu lấy cái chiếu trải lấy cái mền xong rồi bao nhớ nha, nhớ nha. Con mấy giờ rồi? Ủa chừng sau này trễ quá. Nên ta nói là Mỹ chơi giờ chính xác không phải vậy. Gần 11 rưỡi rồi nè, 11 giờ 27 rồi. Chết cha, còn 3 phút nữa hả? 3 phút nữa sao không thấy gì? Bây giờ nhớ nha. Nó tới. Vô. Nó tới rồi, tới. Vô mình đi sắp lẹ. Vô sắp lẹ lên. Ôi, chú Bảy. Vô đây, vô đây con. Vô. Ở Mỹ về tướng khác ha. Đâu gì đâu khác chứ. Khỏe ta. Khỏe anh. Chắc bóc ha. Rồi chơi. Này mập ra ha. Ủa? Sao kêu con qua đây nhậu mà sao không thấy bàn nhậu mà sao trải mền trải đồ chi vậy trời? Đang làm mồi ở dưới. Đang làm mồi. Lâu quá không có ngồi nhậu với về. Lâu về. Nhậu với mấy chú chắc còn vui vậy. Đáng lẽ đem rượu lên nhậu đó quên tủ rượu á. Nhưng mà ông Bảy ông nói tại tháng giêng tháng ăn chơi cho nên buồn quá, ông Bảy nè không có mua bộ bài về, giờ anh em mình chơi bài xì dách hay bài cào cho vui. Có nghĩa là thời gian quýnh bài trước cho ông xui rồi mình ăn nhậu sau. Đó giờ nó chưa có đánh gà thôi, giờ con đâu có biết đánh bài. Trời ơi, con tưởng qua đây nhậu chứ em không có biết đánh bài. Bài cào dễ lắm, cào có lúc là cào dễ lắm. Thôi vậy đi, đặt chơi cho vui thôi nha. Chơi 20-50 thôi nha. Gì tháng giêng tháng ăn chơi 100 đi. 100 đi con, 100 đi. Thôi 100 ít lắm, 200 đi. 200 đi. 200, 400, 800 chưa đủ. Nhiều tèo xài đô, 100 là tới tính là 1,5 triệu. Ăn không? Ăn không chắc. Nay này nó ngon. Nay gì anh? Không. Nãy mới ông Bảy ông mới mua con nai để sau nhà. Ông ra bác Bảy chơi ngon ăn nhậu thịt nai nữa. Tải con à, nai tái chanh nè. Giờ bữa nay con cũng ráng ăn nai. Xẻ nai à. Quýnh đi, quýnh đi xíu ăn. Có bốn tay à, đâu có nhiêu đâu đúng không? Bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra chơi chứ. Dạ. Bỏ tiền đi, thấy tiền tính tiền. Bỏ tiền. Bỏ tiền luôn tại không? Cảm ơn, tự lợi lên. Trời ơi, sao mấy chú tiền quá trời vậy trời? Bỏ này tiền gì? Không biết không? Tháng giêng tháng ăn chơi, sẵn con về nước rồi nhưng chú vui quá. Bữa nay con nói thiệt nha, bữa nay chiều bác Bảy con mới chơi đó nha. Con cũng không có tiền bạc gì nhiều đâu. Dạ. Thơm, nay thơm thiệt. Nay thơm thiệt. Cái vụ này chắc tao lên thêm tấm nữa quá. Trời ơi, thấy người ta khói quá. Ủa cái này sốc làm sao chú? Sao vậy hả? Thôi làm vậy được không? Con thấy hồi nãy anh nấy anh làm vậy nè, con cũng không rành lắm. Trời ơi. Rồi vậy đặt vô đi. Quẹo. Dạ. Lên đây mấy đứa. Vô em hả? Lên đây. Qua anh xây nè. Chơi không? Chạy danh nè. Đây chú. Thôi giờ chú bị sợ. Có gì? Ở đâu quá trời vậy anh? Quá nén. Ngồi ở đây. Hả? Ở đâu quá trời vậy? Bà ok. Dạ tụi em bảo ok. Bảo ok đâu, bảo ok. Nó bậy, nó bậy. Không mà bạn nó bắt. Đây đánh lén nhà ông Bảy. Nó ké. Ham vui, nó nấu đồ ăn. À nấu ăn á hả? Thôi đặt đại vô đi. Đặt đại đi. Tối đa là 500 nha mấy đứa. Chiều mấy anh em mới chơi nha, chứ em không rành lắm đâu. 200 chứ đi. Kẻ nhiều. 205 ngàn. Số 5 ngàn lẻ. Có 5 ngàn lẻ. Thôi 5 ngàn lẻ mày đi. Mày đi ăn gì lộn đi mày. Kẻ 200 nha. 200 kinh dưới luôn à. Mày kinh là hết, mày mở bài kinh. Đây. Thôi cho đặt 300 thôi. 300 trước đi. Rồi lấy tay lên đi. Lấy lên. Xong. Rồi con chia ai trước? Tùy ba cái con thôi kia xui. Cái đồ hồn đó. Con không có rành nên thử ra. Con không có biết cái tay lộn cộng rồi. Mấy cây? Ba cây. Ba lá. Mỗi người ba cây. Ba lá thôi. Đúng rồi. Đây. Điện thoại. Dạ con có điện thoại. Alo. Búa thật hả? Ừ, Tommy. Không có. Thôi nghỉ được rồi, hai nhiệm kỳ rồi. Ăn được cái giác quân đi quánh ra hoài à. Kinh tế đang xuống rồi, thôi xuống rồi nghỉ cho rồi đi. Hai nhiệm kỳ tổng thống rồi. Làm chi cho nhiều, để người khác đi. Mở bài đi, đang đánh bài. Bảy nút. Ok, see you. Bye bye. Ủa sao mấy chú không dở bài? Bút là dạ tổng thống bút á. Không.
con 7 nút nè. Trời ơi, quá. Tiếng này 300 ngàn mất quá. Nghe lên. Alo. Được. Michael. Yeah. Đang diễn lắm rồi khác hả? Ok. Ok ok. Được rồi. Ai ở đây? Mày sao mày giờ? Dở rồi, dở rồi. Không làm cái không dở đi. Dở đi, dở đi. Con đây tao dở chơi là chơi tới cùng. Rồi, tám nút. Tao chủ nghe, tao chủ nghe. Tám nút. Chính rồi. Chính rồi. Hai bầu. Con tung hết luôn. 500 triệu. 2 triệu. Cái 7 nút tung hết xui ra. 2 triệu bây giờ con đâu có tiền Việt đâu. Thì tính nha. Con tính nhiêu? Cái này 1,5 triệu đi. Rồi, cái này 500. 3, 4, 5. Rồi xong, đưa đây 1 triệu. Rồi thối lại 500 nữa. Chơi luôn đi con. Được không Tèo? Đúp luôn, chú đúp luôn. Sao ăn mấy con nhiêu chơi hết luôn đi. Bây giờ có còn nhiêu. Mấy đứa còn nhiêu tiền chứ. Giờ thêm 1 triệu lắm đi. Thôi đó, do Tèo quyết định đi. Thôi, mở luôn. Giờ thích hơn 1 triệu đi, cho 1 triệu cũng được. Mày hên mà kinh ní. Kinh nữa mày, em mà kinh nữa hả? Ừ, kinh ní. Mày kinh cái sao lúc sao bất tội tèo quá. Nè. Mày đừng có lấn tao coi, đứng đâu nhỏ coi mày lấn 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 đâu. Cái điện thoại. Ồ, cướp à? Chào con chú. Điện luôn đi, cướp nữa. Được. Chờ con chút. Alo. Yeah, you get. How are you? Ok. Ok. Rồi, sao rồi chú? Xong chưa? Phải xong chưa? Bill Gates. Bill Gates nó điện em. Chơi làm gì? Bill Gates nó điện, nó biểu con học anh văn vi tính. Trời ơi, con đang ở Việt Nam chơi. À. Rồi xét đi, xét đi. 9 nút rồi nha. Trời ơi. 9 nút rồi đó, đại luôn. Chín luôn. Chín luôn. Đó luôn. Chín luôn. Chín luôn. Chín luôn. Đồng quá, 4 nhà chín rồi. Sao mấy nhà chín hết trơn trời. Chín luôn à, phải chín luôn. Mở thử coi. Không có sống đâu. Ba này ăn rồi phải không chú? Ba cái này là hồi nãy chú kêu là ba gì đó. Ở đây đây ba cào. Ba cào. Vậy con cũng hơn. Thằng này kinh xui lắm rồi. Không phải là gắn kinh nữa. Nó cái đầu kinh hơn. Nè nè. Dạ. Không không, con Minh. Giờ chơi đánh nhồi đi. Nhồi là sao chú? 2 triệu, 3 triệu. Ít bộ. Thôi đánh ít thôi, đừng có nóng đánh chơi mà. Nóng thua cho gỡ. Chú gỡ đi. Cho chú gỡ. Mới mua cây mà. Con cái đậm luôn. Tiền mua hàng cho vợ để chưa mua. Tiền nè. Bây giờ mấy anh muốn đánh nhiều. Hả? Thì bao 1 triệu đi. Rồi vậy đánh đi cho 5 triệu luôn á. Rồi. Triệu đây. Chú bãi cho con 2 triệu, 3 triệu nữa nè. Xui lắm rồi. Thì bao nhiêu vô hết đi mấy đứa. Rồi. Kiếm. 3 nút. Con đi nghe điện thoại đi. Dạ đâu có ai điện đâu. Thì giả bộ ra nghe điện được. Có phải vui tin. Không có, nãy giờ bạn con điện quá chừng rồi. Dở 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 bài đi, dở bài đi. Dở ha. Không ai điện hả? Dạ không. Số máy để điện. Ok vậy. Thôi kệ nó đi, anh chừng nào nó cần nó điện em à. Thôi. Mở mở đi ba. Lúc chừng lẻ không ăn. Thôi chứ đi. Không, 7. 7. 7 mở đi, 7. 7 già ơi, mở đi. Từ từ thôi. Cái đầu thôi. Ờ, cái gì? Đúng rồi. Bốn đúng ăn nữa. Tao không mà ăn. Ông xui quá. Trời ơi, thôi đừng có chọc quê lắm bảy mà. Mở bài lên số gì mà đen dễ sợ. Lật luôn, lật luôn. Lật luôn hả? Lật luôn chú sợ. Tao không ăn nữa, tao ăn nhiều. Tao nói tụi mày, tao quên. Tao nói ông bảy ông sò ông xuống nè, hai con hết. Con hai mày cũng ăn. Đúng rồi, chẳng lẽ bây giờ ông là con xì. Đúng rồi. Nếu con tây mới thua thôi. Còn có như là 1, 2, 4 là từ quà hình ăn không mà. Đúng không? Mày 10 cửa ăn á. Đúng mà dễ ăn. Nhắm mắt ăn mày thấy không? Dễ ăn ghê. Dễ ăn ghê. Cửa cơm, cửa cơm.
nó tay tay nhớ ba cào ha, đừng có ba cào ha, nó tay tay trời ơi, ba nút mà cũng ăn rồi. Giờ giờ hết tiền hả? Còn ai còn tiền không? Thôi vậy con nghĩ là con về. Trời ơi, tỉnh bình tĩnh gì đâu có lo chuyện đó. Con cho bắt dai đi. Dai dạ, dai. Bây giờ nè Tèo, giờ anh thấy về về đi. Không. Giờ thua chẳng lẽ mình xin lại cũng kỳ. Sao được. Giờ lấy giấy tờ nhà quấn luôn được không? Tờ nhà của ai? Nhà của thì ông như khách chơi thì ông lấy tờ nhà ông ra. Bên kia chơi sao? Bà xã tao không biết à, mệt lắm. Trời ơi, chuyện đó bình thường, có gì đâu. Lấy cái nhà anh đi. Lén vô lấy, bà đi làm rồi. Giờ làm sao không lấy, con về à? Lỡ từ từ, con từ từ đấy. Giờ vậy dễ nhất là giờ vô lấy cái chiếc với tờ giấy đem ở đây. Đó, rồi ký vô, mỗi người đặt chữ ký vô. Đánh một cây duy nhất thôi, ăn thua nghỉ luôn. Đúng rồi, biết đâu mình ăn mình lấy lại sao. Hả? Chơi luôn. Rồi, vô lấy cái giấy viết đi. Dễ quá. Vậy cuối cùng đánh bài này cũng dễ ăn quá ha. Ê, lâu lâu về đi bác Bảy rủ qua đây nhậu rồi cuối cùng cũng ăn được mới. Lẹ lẹ Bảy ơi, giờ ký đâu, giờ thảo xong chưa? Bảy đâu được coi. Rồi đúng rồi, giấy tờ mày xích qua coi. Ủa cái này là ghi gì đây ông Bảy? À, giấy tờ nhà là sổ hồng hả? Ờ phải không? Rồi rồi xong đó, mày ký vô đúng rồi đó, cuối cùng coi, cuối cùng coi. Giờ ai làm cái? Làm đứa nào làm cái gỡ cười lên chứ làm gì buồn dữ á trời. À, mới thua có mấy đứa cầm nhà mà vẫn vui. À, cầm nhà vẫn vui, cái tờ nhà con cầm rồi thoải mái đó, cầm rồi thoải mái đi lãnh thưa vẫn vui, ký hết trơn rồi không ai mà không ký hết. Rồi cái này là tại mấy chú ép con nè. À, chứ con đâu muốn đâu, cái này vui mấy ngày tết mà nhỏ mà nhỏ mà mua bài này mua bài giờ nó nở quá. Lỡ thua thì ra ở nhà mướn. Hết. Đừng ai kinh hết á. Cứ để cho thằng Bèo nó tự sốc. Vậy nè, lấy cái này chẻ con cái đi. Tự sốc nó tự chia đi. Ờ, Bèo tự xử luôn đi. Ừ. Lỡ rồi. Cái cuối cùng coi. Lỡ tụi nè, đừng có ngó gì á. Lớn rồi tụi bay im lặng nha. Im lặng nha. Không được ngó hả? Thôi, chắc cái này chắc tao là đường tao ở quá. Ở đây. Ai vợ chưa? Hoa. Thế nào chính lắm. Rồi. Thôi giờ chia lại đi. Chia lại coi đó. Thấy chưa? Chính nút thấy không? Thấy chưa? Chết liền. Đổ bộ rồi. Đổ bộ rồi. Thấy chưa? Tôi có Linh đánh bài này chắc chuyên nghiệp dữ lắm hả? Phải. Anh thấy người ta chia thôi là anh đã biết mấy nút rồi. Có cảm giác, có cảm giác, nó sợ lắm. Đẹp quá mày ơi. Anh. Không, hỏi kinh đi. Không, không. Bây giờ bốn người từ bên này qua đi. Người kinh miếng kinh chút xíu đi. Để sau này hỏi đổ thừa lẫn đúng, 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 đúng. Có chữ ký hết chân là thầy. Đấy, tao lấy người đá rồi không? Mấy đứa kia có làm không? Không, 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 không. Rồi xong ha. Trời ơi, con nói thiệt chú nha. Ăn của mấy chú con cũng không vui vẻ gì đâu. Con cũng không rành á, không biết sao á. Trời đãi chứ con đâu rành đánh lắm đâu. Sao đâu, tự nhiên đi, tự nhiên. Khoan, 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 khoan. Nó kêu khoan, nó kêu khoan. Chưa, bắt bài đó. Nó kêu khoan. Nghi nữa hả? Ừ. Tôi có lên tính bù. Bỏ ra coi. Tôi nói nghi bù mà. Xả đi, xả đi. Xả cái này đi phải không? Ừ, xả cái này nữa đi. Xả cái này lúc nào cũng một hộ căn nhà đâu mà ít đâu nội. Để giờ xả phải không? Xả thì không có coi à. Thôi cho coi đi. Xả thì đừng coi. Nhiều khi nó lớn nút lắm này này. Dở lên 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 lên. Cái bù à. Bây giờ sao? Bây giờ anh muốn dở là không? Mấy cái này là bù bù bù. Thôi xả đi, xả đi. Xả nhưng mà cho coi đi. Thôi không có cho coi. Coi tụi em không thấy coi cho coi tụi tao mày tụi em coi tụi em hả? Ừ, chính là bồ mày quá mày để ý được tàu lâu không?
cười cái gì nó đúng xong đó nó đúng thôi sao là để người ta chơi đi chán này không trả nữa nè. Thôi bây giờ anh ơi chơi cây quyết định đi em mệt quá à, còn có nhậu hay không á bảy? Nhậu có chứ. Ờ vậy bà ơi dịch cho gà gì kinh đi từ từ hả? Giờ ai kinh bây giờ tụi bay quyết định cho tao kinh không? Ờ lớn nhất chân này tụi mày bây giờ mày kinh đi. Ủa kinh đi cái chân tao dài tao đá gãy cổ rồi nè. Tại có kinh đi kinh là kinh không có chửi nha. Dạ có ổng rồi mà tao sợ mấy con vợ mày quá. Rồi bây giờ làm sao? Thôi con về đi con mệt quá. Bây giờ thu hoài để từ từ kinh. Thu hoài à? Thôi từ từ. Bây giờ thấy chỉ có khi nào điện thoại nó reng mới kinh được. Vậy là chờ đi. Thôi chờ đi. Chờ chút xíu. Gọi đi mạnh lắm ha. Mới mạnh dạn rồi đấy. Điện thoại có ai gọi? Dạ hết pin luôn rồi. Hết pin luôn rồi. Thôi, thôi 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 được rồi được rồi sạc đi. Cũng hai không ai điện con nhiều đâu. Rồi chú mấy chú chơi không? Được. Chú chơi. Cái nhà này gió độc lắm hay sao sao rồi? Ai cũng trúng gió mặt tái xanh tái lét hết trơn vậy trời. Thôi vậy chắc chơi không nổi rồi thôi nghỉ đi. Chơi quyết định chơi là chơi. Chia đi. Mấy chú quyết định không? Bây giờ con chia. Rồi. Mà lật luôn nha, không có nặng nếu gì cho mệt quá, bây giờ chờ lâu lắm. Ủa, không có nặng nha. Không cho nặng nè. Dạ thôi lật luôn đi nha. Lật hả? Lật thì lật. Sao chơi không chơi con về à? Chơi lật luôn. Lật luôn. Lật giờ chơi mấy? Lật luôn giờ sao? Lật đi mà. Lật luôn. Trời ơi. Chơi đánh bài mà căng dữ vậy trời. Bảy. 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 Sao số mà ai như này giống vậy? Mày đi trúng tao hả? Đừng đừng đừng. Đó là con ai nha, đừng nói là nghe. Chúng ta. Chưa hết rồi á. Còn một nút con ăn nha. Chiều hôm qua con lấy giấy tờ đó. Thôi con nhậu tới đâu. Dạ. Em đi về. Bậy không khóc. My house. Oh my god. Goodbye my house. Oh my god là lạy chú tôi. Goodbye my house là dịch biệt ngôi nhà. Nhìn ngôi nhà là cuối đời chia tay. Đừng có chậu kiển này có ai lấy không? Tranh thủ bây giờ tôi mới tèo chưa tới mình khiêng chậu kiển này mình đem đi. Bán rồi không kiếm vốn. Sao tội nghiệp ổng quá. Tôi nghe chuyện này ta gọi quá. Gọi trước sau thì cũng thuộc về con tèo. Sao giờ? Bây giờ nó lấy nhà ai trước nữa? Thì nó lấy từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ. Nó lấy nhà ông Bảy trước, rồi đến qua nhà ông, đến nhà tôi, đến nhà hàng xỉu nè. Tôi nghe tới đó tôi bụng rủng chân chẳng. Bây giờ nhìn lại bốn người này như là bốn chó già. Tiếng của ai vậy? Tiếng của ai vậy? Tiếng tèo mà tụi tiếng thần chết không? Trời ơi! Làm kia bà rè hết cho tao! Mấy gương mặt này sao quen quá vậy? À, mấy thằng khốn bài bữa nó theo mình mà! Hả anh? Rồi tự nhiên bây giờ tự nhiên đi theo thằng Tôm đi tèo là sao? Nó phản phúc quá chứ cái gì nữa? Chỉ điểm đó! À, nó dắt chỉ đồ đờ hả? Mấy cái thằng này! Ác độc! Sao? Giờ làm sao? Bà? Giờ mấy chú tính sao đây? Sao đâu? Con khổ quá rồi! Con sắp về nước. Bây giờ mày chú tính sao đây? Giấy tờ đây, giấy trắng mực đen đây. Nếu không con sẽ lên cơ quan pháp luật. Đúng. Tài ơi chú đi con. Tha cái gì? Chú hăng lắm à. Hăng gì? Rồi nhậu không nhậu rồi đánh bài. Tụi nó xúi bác nó có biết cái gì đâu. Còn nói tháng giêng là tháng ăn chơi nữa. Làm không lo làm bác còn xúi mấy anh này.
ăn chơi đòi xẻ nai hả? À? Nhắm con nai này bác ăn nổi không? Bác cũng già rồi mà bác bảy. Sao? Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Quất chết tôi rồi. Hay quất đi, quất đi. Đừng ngại ngùng. Đánh bài. Ấy da, trời ơi. Tôi cho ông biết nha, lần này mà bán cái căn nhà đó đi á hả, là tôi hả, tôi đem ông ra tôi quay khô. Tôi lấy khô tôi bán nhậu quán nhậu luôn đó biết chưa? Lỡ rồi bà, lỡ rồi. Lỡ cái gì? Chửi vô, chửi vô, chửi. Chửi đi. Rồi rồi, hiểu luôn ha. Hay quá ha. Tôi đã nói rồi, nay tôi còn đeo chưa làm gì chứ, coi bẹt thế chấp nhà cửa ha, ghen quá ha, làm á cho tôi mang tiếng với hàng xóm, người ta nói tôi á đánh chồng như đánh con, đá chồng như đá bánh vậy đó, lỡ mai tí rồi cái mặt ông á sút luôn, tay này còn đeo ha. Cái mặt nó còn đau để cho nó hết đau rồi đó. Giờ không sao. Bực bực à. Thôi đi. Thôi thôi. Mẹ bé thím đừng có nói nhiều nữa. Tèo tèo. Giúp đỡ giùm mấy chú. Không ai giúp cái gì hết. Không ai giúp được cái gì hết. Lấy mày tèo. Giấy tờ đây nè. Tèo. Nó lấy mày. Nó tèo tốt lắm. Cứu một mạng người bằng xây 10 cái chùa. Thôi tôi không phải đạo Phật. Tôi mới xây chùa. Chứ mới sao mới xé? Nói chung xé đó là tại vì tôi thương hai thím này nè. Qua tâm sự với tôi. Ăn rồi mấy chú cứ cờ bạc hoài. Mà còn bác bảy nữa. Bác lớn hả? Bác không chỉ cho mấy anh này lo làm ăn đi. Bác cũng rủ cờ bạc. Tưởng con dễ ăn lắm hả? Ủa nói vậy là cái xe giấy xé thiệt hả? Xé đâu vậy? Thì bây giờ bỏ bộ bài ra quánh tiếp vậy. Hả? Quánh gì nói vậy? Cái đây mới là photo thôi. Còn cái giấy chính này nè. Trời ơi. Tèo tèo ấy cứu cho biết tèo. Tèo tèo. Gàng quá. Cho bác chú. Còn mấy cái tiền kia sao? Mấy tiền hồi bữa xuống. Tiền bữa hôm đó đưa cho hai thím này hết rồi. Đó rồi của ai cũng trả lại cho người nấy. Vậy nó có bạn ông bút gì không? Bạn con khỉ. Nhưng đưa mà được là bạn cũng Bill Gates với bạn ông bút rồi. Đỡ. Tèo tèo. Bữa đổi bài rồi có biết bỏ bài không? Sao biết? Sao biết hay hả? Ngày xưa tôi đã từng như vậy rồi nè trời ơi. Tôi đã từng cờ bạc rồi. Hồi mới qua tôi cũng làm ăn được dữ lắm. Xong hả tôi lên lát rồi ra tôi quất hả tôi quất không còn cái gì luôn. Quất mà tới giờ này có cái nghề này luôn nè. Nghề gì? Bán phở. Trời. Bưng phở cho quán phở người ta đó. Tôi giàu hả? Ở đợ con khỉ. Đi làm công thấy mẹ luôn nè. Nó kêu nó bưng phở mà sao hôm qua nó giục cọc tiền đô ra hết hồn vậy trời. Đồ âm phủ đó. Đưa tiền đô đó ra đi. Chia cho mỗi người cọc rằm tháng 7 đốt chơi. Hả? Tôi đâu giả hả? Trời đất ơi, tôi kẹp đầu tờ tiền thiệt thôi. Thôi đi. Còn mấy chú á nha, từ nay trở đi thôi dẹp đi, đừng có cờ bạc nữa. Ngày xưa tôi cũng cờ bạc mà giờ này đi bưng phở nè. Không có giàu có gì đâu. Ở chỗ nào cũng vậy, phải có làm mới có sống. Trời mắt xí cho hỏi cái. Gì? Bữa đó tôi nhớ bốn đứa tao đổi bài chín nút hết sao tự nhiên mày gọi lên ba cào heo vậy? Đơn giản quá, tôi cầm cái điện thoại này nè, tôi soi tôi thấy đổi bài hết trơn luôn đó. Được vậy hả? Nhưng mà thắc mắc là thấy đổi bài nhưng mà làm sao mày được chia lúc đó mày có ba cào được à. Mày có phải là thần bài mới được chứ? Đúng rồi. Đúng không? Trời ơi, tôi chia được hết. Chia được hả? Tôi chia được hết. Ông tin đã thì chia được. Cái bữa đó hả? Biết ai điện thoại cho tôi không? Ai? Không có Bill Gates, không có bút biết gì hết trơn á. Thiếm này nè. Hả? Tôi gọi đó. Thiếm gọi điện thoại cho tôi hỏi ăn hết tiền mấy đứa nó chưa. Ăn hết tiền mấy đứa nó chưa. Trời. Tôi với Thiếm này gài ăn tiền mấy người đó. Vậy hả? Ăn rồi cờ bạc hoài. Tháng giêng tháng ăn chơi. Tháng nào không lo làm là chết đói á. Nhưng mà không có tin. Phải lấy bộ bài. Đúng rồi, mày làm cho thử tin lên. Bài ơi. Trời ơi, cái bài nữa. Không, 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 phải, không phải. Tại sao mà tôi ba tay mà nó không, tôi không ăn nó được. Một la nó bốn la. Nè, bây giờ coi. Bây giờ mình sốc luôn nha. Sốc con đàng hoàng coi thử nó sao thôi. Nè, bây giờ tôi kinh luôn nha. Đó. Rồi mày chia không? Giờ chia nè. Bây giờ nó này mày nút. Để em đi. Nhìn đi. Cái đó bốn nút. Trời ơi. Ủa sao nó biết hay lắm. Còn này mấy nút? Một nút. Bên này. Mấy nút? Sáu nút. Hay quá vậy ta. Nó đúng này tao con mày luôn á. Chín nút. Bù của tôi là bù. Trời ơi, bữa đó mà bài giống vậy là tôi thua sút quần rồi. Thấy chưa? Bây giờ mấy chú tin chưa?
Thần bài không có thần bài thánh bài gì hết á. Tôi bấm bài tôi làm dấu hết rồi. Chơi không biết chơi, người khác là chơi điếm đàn, mình cũng phải đặt chơi điếm đàn, nhờ mấy thằng quỷ này lựa bài xong đổi vô. Trời ơi, tôi thấy bộ bài càng lúc càng dày, không có cái nó nở cỡ nào, nó cũng không một bộ thành hai giống vậy hết. Quấn bài như vậy mà cũng quấn bài. Thôi mấy thím lo xử mấy ổng đi nha. Con đi về. Vậy nói họ không lấy nhà hả? Lấy làm cái gì? Ủa rồi cái giấy xé là giấy photo rồi cái giấy thiệt, giấy thiệt á. Thôi con về nha. Về đi đó. Trời ơi, cảm ơn. 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 Cảm